À, thầy xin chào Minh Chu. Chào Thuận.
Ta chờ một chút đợi các bạn vào nhé. À, đây này. Các bạn lấy cái file bài để ta sẽ bắt đầu. DFS phần lý thuyết đồ thị. Hôm trước hôm qua thì ta đã có cái buổi để thầy cho mình làm một cái con test khá hay. Con test nó là một cái đề thi thử. Do đó để buổi tới thì thầy sẽ cố gắng đưa thêm các cái con test mà có cả bài tập về đồ thị vào để các em có cái làm quen với mô hình đề thi. Từ giờ cho đến lúc như ở Yên Bái là ta sẽ thi cấp tỉnh, dự kiến là cuối tháng 9. Đây này. Chắc là sẽ sớm có cái kế hoạch năm học à. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm học năm nay. Ở đây chờ một chút nữa, mọi người đâu hết rồi nhỉ? Chờ một tí nhé, các bạn tranh thủ xem phần lý thuyết DFS giúp thầy trước khi chúng ta sẽ bắt đầu. Sáng nay mọi người vào muộn thế nhỉ? Để chờ thì xem 1 2 phút nữa mọi người chưa vào thì ta cũng sẽ bắt đầu luôn nhé. Ừ, để này cũng comment luôn ở trong lớp xem. Rồi, thầy trò ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Hiện tại thì lớp mình đã có Trường Sơn, Minh Chu, Vũ Huy và Thuận đã vào. Chúng ta sẽ tiếp tục làm với cái nội dung chuyên đề nâng cao chủ đề lý thuyết đồ thị. Đây là một cái chủ đề rất hay mà nếu học rồi thì làm chắc chắn được, nếu chưa học chắc chắn không làm được. Và với cái nội dung của thầy đã gửi tới các em, hôm nay thầy trò mình sẽ tiếp tục phân tích lại và sau đó ta sẽ cài đặt. Hôm trước do cái ca mà tí nữa thầy cũng có một cái ca sau nên hôm nay thầy trò mình sẽ làm việc một cách hiệu quả nhất nhé. Ta sẽ không nói các cái câu chuyện bên lề hơi nhiều. Ở phần lý thuyết đồ thị thì các bạn thấy rằng cái phần này nó rất hay. Trong quá trình dạy phần này với các em thì thầy sẽ kết hợp như ở lần trước trong cái khung chương trình này có đề cập đến là khi dạy về phần này thì thầy sẽ dạy luôn cả phần cấu trúc dữ liệu, tích hợp luôn dạy cấu trúc dữ liệu ở phần này, vừa học đồ thị vừa học cấu trúc dữ liệu. Hôm nay thì rồi bây giờ thầy thấy các bạn đã vào rồi, có Minh Chu, Trường Sơn, Vũ Huy, Chiến, Luật, Thuận, còn vắng một số các bạn nữa.
Rồi ta cùng quan sát như sau. Như hôm trước ta thầy Thành đã giới thiệu với các em là chủ đề về lý thuyết đồ thị. Ở trong cái chủ đề này thì ta sẽ làm các cái bài toán duyệt đồ thị cơ bản. Tuy nhiên thì ta sẽ cần phải để nắm được các khái niệm. Đầu tiên ở buổi trước ta giới thiệu về các cái khái niệm cho một đồ thị. Cạnh của đồ thị là đường nối giữa các đỉnh. Một trên một đồ thị thì có hai khái niệm là cạnh có hướng và cạnh không có hướng. Cạnh có hướng là cạnh có quy định điểm đầu và điểm cuối. Cạnh không có hướng tức là nó không quan tâm điểm đầu, điểm cuối. Một đồ thị mà chỉ bao gồm các cạnh có hướng thì người ta gọi nó là đồ thị có hướng. Một đồ thị mà tất cả các cạnh không có hướng thì người ta gọi nó là đồ thị vô hướng. Như vậy thì đồ thị có hướng thì nó thể hiện đường đi một chiều. Đồ thị vô hướng là chiều đi từ A đến B và từ B về A đều được. Các cái đỉnh trong đồ thị được đánh số thứ tự từ 1 cho tới N. Nếu giữa hai cạnh U và V có tồn tại đường đi từ U cho tới V thì người ta sử dụng một cái mảng hai chiều để lưu, hoặc là danh sách cạnh, là ma trận kề đều có thể, danh sách kề để lưu các cạnh. Ở đây thầy đang sử dụng một cái ma trận kề để lưu các cái cạnh. Rồi trên một đồ thị cạnh song song là cái cạnh nối giữa hai đỉnh, cùng nối giữa hai đỉnh. Ví dụ như cạnh 3 4 4 3 đã có một cạnh rồi, bây giờ thầy vẽ thêm một đường nối 4 về 3 nữa thì nó được gọi là cạnh song song. Như vậy thì cạnh song song là xuất phát từ một đỉnh đi đến đỉnh khác mà không qua bất cứ đỉnh trung gian nào thì hai cặp cạnh đó gọi là cạnh song song. Khái niệm kế tiếp là khuyên. Từ đỉnh số 4 này thầy vẽ một cái đường xong lại quay ngược lại về để số 4 thì được gọi là khuyên. Khuyên đó là một cái đường đi ra một đỉnh và quay lại đúng đỉnh đó mà không đi qua các đỉnh trung gian khác. Đấy. Đây thì một đồ thị được gọi là đơn đồ thị nếu nó không có cạnh song song và không có khuyên. Đấy. Một đa đồ thị là không phải một đơn đồ thị thì nó sẽ là đa đồ thị. Với các bài tập ở mức độ thi cấp tỉnh thì đa số các bạn sẽ làm các bài tập ở mức độ là đơn đồ thị, đồ thị có hướng hoặc là không có hướng, gọi là đồ thị vô hướng. Bậc của một đỉnh là số cạnh nối với đỉnh đó. Đỉnh số 1 trên hình đây nó có bậc bằng 3, đỉnh số 2 có bậc là 1, đỉnh số 6 có bậc là 1, đỉnh số 10 có bậc là 2, bởi vì nó có hai cạnh nối với nhau. Với nó, trên một đồ thị có hướng thì người ta gọi bán bậc ra là số đỉnh, là số cạnh đi ra từ đỉnh đó. Đỉnh số 1 đi ra là đỉnh 4 và đỉnh 5 và đỉnh 10. Như vậy thì ta thấy rằng đỉnh số 1 này nó có hai cạnh đi ra. Xin chào cô Nhung. Cô Nhung tải cái file này ở trong nhóm của lớp với cái chuyên đề ta sẽ học là chuyên đề đồ thị nhé. Ta đang nói bán bậc ra là số lượng đỉnh đi ra từ số lượng cạnh xuất phát từ một đỉnh. Vậy thì đỉnh số 1 bán bậc ra của nó bằng 2 bởi vì nó có cạnh 1 5 và cạnh 1 10, nó có hai cạnh đi ra từ đỉnh 1. Đỉnh số 6 có bán bậc ra bằng 0 bởi vì từ đỉnh số 6 không đi được đến đâu cả. Đỉnh số 2 bán bậc ra bằng 1. Đấy, đỉnh số 9 bán bậc ra cũng bằng 1. Đỉnh số 4 bán bậc ra bằng 1, đỉnh số 3 bán bậc ra bằng 0. Đỉnh 7, đỉnh 8 bán bậc ra bằng 0. Nhìn vào đây thì ta nhận thấy rằng đã có bán bậc ra thì ta sẽ có khái niệm bán bậc vào. Bán bậc vào đó là số lượng đỉnh đi từ số lượng cạnh đi vào đỉnh đó. Ví dụ như đỉnh số 1 bán bậc vào nó bằng 1 bởi vì có một cạnh từ 2 đi về 1. Số 6 bán bậc vào của nó cũng bằng 1 bởi vì từ 10 ta đi về 1. Đấy. Số 9 thì ta thấy rằng bán bậc vào của nó bằng 1 bởi vì có một cạnh đi từ 1 về 9. Đấy. Từ 10 đấy là 11 về 9. Từ đó ta nhận thấy rằng với mỗi đỉnh thì bậc của đỉnh nó sẽ bằng là bán bậc ra cộng với bán bậc vào thì nó sẽ bằng bậc của đỉnh đó. Và từ đó ta sẽ đưa ra một cái bài toán rất hay trên đồ thị cho số nguyên dương k, liệt kê tất cả các đỉnh có bán bậc ra bằng k, hoặc là liệt kê các đỉnh có bán bậc vào bằng k, hoặc là liệt kê tất cả các đỉnh có bậc bằng k đấy, bán vân vân, hoặc là nhỏ hơn k, lớn hơn k, thỏa mãn cái liên quan tới một cái hàng số liên quan tới bán bậc ra và bán bậc vào.
Vậy thì muốn làm như thế thì ta lần lượt duyệt qua tất cả các đỉnh và ta đếm số cạnh liên thuộc với nó, thì đó chính là bậc của nó. Nếu số cạnh đi ra thì gọi là bán bậc ra, số cạnh đi vào là bán bậc vào nhé. Nó là cái bài toán rất hay duyệt bằng cái phép toán duyệt đồ thị, mà trên các quyển sách người ta rất ít đề cập đến cái bán bậc ra bán bậc vào của một đồ thị. Rồi như vậy thì vừa rồi thầy đã đưa ra được tóm tắt lại giới thiệu cái nội dung hôm trước. Vậy thì hôm nay ta sẽ quay ra à, hôm trước ta có một số các cái tính chất của đồ thị nữa. Thì ta có một cái tính chất của đồ thị đó là bậc tất cả các đỉnh thì sẽ gấp đôi số cạnh nhé. Bậc tất cả các đỉnh thì gấp đôi số cạnh. Và trong một đồ thị thì số đỉnh có bậc lẻ là chẵn, số đỉnh có bậc lẻ là chẵn. Thì rõ ràng rồi. Rồi ta có bán bậc ra ký hiệu là D cộng GU, bán bậc vào là D trừ GU. Ở đây thì rồi cho đồ thị để V thì gọi là DV. Thầy sửa lại đây. V. Khi duyệt đồ thị thì ta sẽ có một số các cái giải thuật duyệt đồ thị. Trong đó có hai giải thuật duyệt đồ thị cơ bản, đó là giải thuật duyệt đồ thị theo chiều sâu và giải thuật đồ thị duyệt đồ thị theo chiều rộng. Hôm trước ta có đề cập đến một số các khái niệm. Đường đi là tập tất cả các đỉnh được liệt kê ra sau cho hai đỉnh lân cận có đường đi trực tiếp với nhau. Đấy. Một đường đi được gọi là một chu trình nếu đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối, đi từ 1 qua 2 K3 xong lại về 1 thì gọi là chu trình. Một vùng liên thông đó là tập tất cả các đỉnh mà ta có thể đi lại được với nhau. Đấy. Một đồ thị được gọi là liên thông yếu nếu phiên bản vô hướng của nó là liên thông. Hay nói cách khác, cho một đồ thị gồm có n đỉnh mà các đỉnh này có đường đi, mà tất cả các đỉnh này có thể đi trực tiếp đến với nhau, thì nó được gọi là ở phiên bản vô hướng, tức là ở một cái đồ thị vô hướng của nó, mà tức là trong một đồ thị có hướng, nếu ở phiên bản vô hướng của nó mà nó là liên thông thì nó được gọi là liên thông yếu. Từ cái khái niệm liên thông yếu này thì các em sẽ có thêm khái niệm là liên thông mạnh. Một đồ thị có khái niệm được gọi là liên thông mạnh nếu nó không liên thông yếu. Hay nói cách khác, trên đồ thị ở phiên bản có hướng đó ta được phép bỏ đi nhiều nhất tất cả các cạnh mà sao cho nó vẫn đảm bảo là giữa các đỉnh có đường đi với nhau trên đồ thị có hướng đấy, thì người ta gọi nó là liên thông mạnh. À, quên thầy chụp ảnh điểm danh cái. Để các bạn này chưa vào nó còn nhớ. À. Rồi, để biểu diễn trên đồ thị thì ta có thể sử dụng theo ma trận kề, danh sách kề. À, ta có thể sử dụng vector. Ở trong cái phần lý thuyết đầu tiên, thầy sẽ hướng dẫn và đề cập chúng ta sử dụng ma trận kề. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng danh sách kề. Đấy. Để vậy thì nếu tồn tại đường đi từ U đến V thì ta gắn AUV bằng 1 và AVU cũng bằng 1 để thể hiện có đường đi từ U đến V. Trên đồ thị có hướng thì ta chỉ cần gắn AUV bằng 1, ta không cần gắn AVU bởi vì chưa chắc nó tồn tại đường đi từ V ngược trở về U. Ban đầu ta khởi tạo tất cả các đường đi bằng 0 thể hiện rằng các đỉnh chưa có đường đi, sau đó ta lần lượt xây dựng đồ thị. Đấy. Rồi bây giờ ta quay trở lại cái bài toán đầu tiên là bài toán đếm số lượng vùng liên thông. Bài toán của tôi là chúng ta là cho một cái đồ thị như trên. À, cho một cái đồ thị như trên. À, bây giờ chúng ta sẽ cái này nó không gọi edit from pen nhỉ. Rồi, cho một cái đồ thị như trên, người ta yêu cầu là đếm số lượng vùng liên thông. Và ở đây các em đều nhìn thấy rằng ta cần phải phân biệt được khái niệm vùng liên thông là gì. Vùng liên thông là tập tất cả các đỉnh mà từ đó ta có thể đi đến được các đỉnh khác, từ đỉnh 1 đến 2 đấy. Thì ở đây có đỉnh 7, đỉnh 8 thầy chưa vẽ, có lẽ thầy vẽ luôn ở đây bởi vì ta đang còn dùng nhiều với nó. À, đây. À, thầy thêm cho nó là đỉnh số 7.
Đây. Và vẽ thêm cái đỉnh 8 ở đây nữa. Rồi. Vậy thì trên đồ thị trên thì ta rõ ràng là với sự tinh mắt ta cùng quan sát rằng hóa ra cái đồ thị này là nó có là một này, hai này, ba, bốn, có 5 vùng liên thông, đúng không? Ta nhìn thấy nó có 5 vùng liên thông. Hôm nay cái pad của cái bút vẽ của thầy biết thầy để trên bàn, thằng bắt con nhà thầy nó lại tha đâu mất rồi. Cái ca trước thầy dạy đây một đỉnh, đây một vùng, đây một vùng nữa. Như vậy ta có một này, hai này, một này, hai này, ba này, bốn, 5 vùng liên thông. Đấy, nên kết quả của nó là 5 vùng liên thông. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cài đặt giải thuật DFS, ý tưởng giải thuật tìm kiếm theo chiều sâu như sau. Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu DFS. Giải thuật là DFS đó là khi ta đi đến một đỉnh nào đó, đúng lúc cần cái bút rồi. Ta khi ta đi đến một cái đỉnh nào đó thì ta đánh dấu rằng đỉnh đó đã đi rồi. Nếu muốn lưu đường đi thì các bạn cấp phát một phần tử mới đẩy nó vào trong bảng C nhé. Bỏ cái sau sau đi. Ở đây là cái thao tác này là để lưu cái đỉnh Y. Đấy, lưu đường đi. Và bảng C có K phần tử. Đấy. Bây giờ thì ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận của đỉnh Y. Đó là đỉnh G. Cho G chạy từ 1 cho tới N. G kéo bằng N và G đúng không? Nếu tồn tại đường đi từ đỉnh Y đến đỉnh G và thằng G chưa đi đến thì ta sẽ gọi giải thuật DFS đến thằng đỉnh G. Đấy. Thì ta sẽ duyệt DFS đến đỉnh G. Vậy thì ta nhận thấy rằng với bài toán này thì ta nhận thấy đây ta có M đỉnh, đây ta có N cạnh. Vậy thì sau khi đập sau đó ta sẽ thực hiện phủ cái tất cả các đỉnh này là chưa đi đến thì ta đánh dấu nó là free. Đấy. Vậy thì bây giờ ta sẽ thực hiện là duyệt lần lượt qua tất cả các cạnh. Ở đây ta có 7 cạnh. Vậy thì đây là chính là giá trị M của mình. N đỉnh M cạnh này. Với mỗi cạnh thì ta đọc vào nó một bộ số UV và ta gắn AUV bằng 1 và AVU cũng bằng 1. Đấy. Ta gắn AUV bằng 1 và AVU cũng bằng 1 để thể hiện tồn tại đường đi giữa đỉnh U và đỉnh V. Bên cạnh đó ta có ở phần sau thì ta có thể sử dụng nhiều thứ hơn nữa để ta làm. Tuy nhiên với bài đầu tiên thì ta sẽ làm theo hướng này. Sau khi đọc xong dữ liệu và ta gắn AUV bằng 1 thể hiện rằng tồn tại đường đi từ U đến V và tồn tại đường đi từ V về U. Đối với cái đồ thị có hướng thì ta không gán câu lệnh này nhé, ta bỏ qua câu lệnh này. Đấy. Nếu đồ thị có hướng thì bỏ câu lệnh này. Đấy. Ta bỏ cái câu lệnh này nếu đồ thị có hướng, bởi vì đồ thị có hướng với mỗi bộ số UV thì ta quy định đường đi từ U cho tới V. Rồi, về bước chuẩn bị thì ta sẽ duyệt qua tất cả các cái đỉnh lân cận. Ta cho Y chạy từ một để duyệt qua tất cả các đỉnh trên đồ thị. Nếu đỉnh đấy chưa đi đến, hay nói cách khác, ban đầu tất cả các đỉnh này đều chưa đi đến, nên ta khởi tạo nó là free bằng true. Đề bài nghĩ yêu cầu đếm số lượng vùng liên thông, ta lưu đây là lưu số lượng. Số lượng vùng liên thông. Vậy thì ở chỗ này thì khi làm bài toán đếm số lượng vùng liên thông, thầy mong muốn tất cả các bạn ở trong lớp nhận trả lời cho được được cái khái niệm vùng liên thông là gì. Và ở đây thầy nhắc lại lần nữa, vùng liên thông là tập tất cả các đỉnh ở trên đồ thị, tập tất cả các đỉnh mà có đường đi trực tiếp hoặc gián tiếp tới nhau. Cái đỉnh 1, 2, 5, 6, 10 trên ảnh nó được gọi là một vùng liên thông, bởi vì từ đỉnh 1 có thể đi đến các đỉnh còn lại thông qua đường đi trực tiếp từ 1 đến 2 hoặc là đường đi gián tiếp từ 1 đến 2 đến 6. Đấy, vân vân. Đỉnh 7 được gọi là một vùng liên thông bởi vì một mình nó đi đến chính nó. Đấy. Đỉnh 3, 4 là hai đỉnh thuộc một vùng liên thông. Đấy. Rồi, bây giờ thì ta sẽ thực hiện là duyệt qua tất cả các đỉnh và ta thực hiện đây, duyệt qua tất cả các đỉnh. Cứ với mỗi đỉnh, nếu đỉnh đấy chưa đi đến
nếu đỉnh đấy chưa đi đến, tức là free của y bằng vẫn bằng chu, thì ta sẽ thực hiện cái công việc DFS đến đỉnh đấy. Việc DFS đến đỉnh y sẽ giúp cho ta đánh dấu rằng à đỉnh y đã đi đến, và sau đó duyệt qua, nếu cần nhu cầu thì ta tăng ca lên và đẩy y vào trong mảng C nhé. Sau đó ta lại duyệt qua lân cận của cái đỉnh đó. Nếu đỉnh đấy mà chưa đi đến nữa và tồn tại đường đi từ U đến V thì ta DFS đến đỉnh bên cạnh. Và cái quá trình chạy như thế thì ta nhận thấy nó chạy từ đỉnh 1, nó duyệt qua 2, sau đó nó duyệt qua 3, không có đường qua 3, không có đường qua 4, nó sang thằng 5, sang thằng 6, nó không có đường qua 7, không có đường qua 8, không có đường qua 9, nó sang thằng 10. Sau khi sang thằng 10 xong, nó chạy 11 không được, sang 12 không được, vậy thì nó chạy xong được một vùng liên thông. Và khi nó chạy xong được một vùng liên thông, tức là câu lệnh DFSI này nó đã chạy xong, nó thoát ra khoảng một vùng liên thông, thì ta thu được một vùng liên thông mới. Ta đã thu được số lượng vùng liên thông là một đấy, nên thầy tăng biến đếm lên ở đây một đơn vị. Sau đó y của thầy tăng lên bằng 2, y tăng lên bằng 2 nó lại duyệt cái vùng liên thông này, nó vẫn nó thấy số 2 bị đi rồi, nó bỏ qua, y tăng lên bằng 3. À, khi y tăng lên bằng 3 nó nhảy vào vùng liên thông 3, và 3 nó lại duyệt tất cả các đỉnh lân cận của 3, nó sang 4. Sang 4 nó duyệt lân cận của 4, có 5, có 6, có 7, 8, 9, 10 là các đỉnh không có đường đi, nó bỏ qua. Sau khi duyệt xong thằng 4 thì nó đi ra khỏi vào thằng 4. À, nó đi ra khỏi thằng 4 là chỗ này, thì ta lại thu được một vùng liên thông nữa, vậy biến đếm tăng lên bằng 2. Đấy. Sau nếu có nhu cầu đưa cái thằng 3 và thằng 4 này ra thì chỗ này các em sẽ thực hiện đẩy nó vào trong mảng C nhé, đẩy y vào mảng C, các bạn bỏ cái thằng sọc sọc này đi. Và cứ với mỗi vùng liên thông ta lưu vào trong mảng C, nên trước vòng lập for ta khởi tạo K bằng 0, lưu số lượng thành phần trong vùng liên thông đó. Và ta sẽ khởi tạo K bằng 0 ở đây, và ta sẽ đưa mảng C ra, lưu các đỉnh trong vùng liên thông đó. Thế Minh Chu bay ra vàng như chim. Rồi bây giờ thầy trò mình sẽ nghe thực hiện việc là cài đặt cái giải thuật này. Và phía bên kia, các bạn nào cài đặt xong bài toán DFS vùng liên thông, bài số 1 của đồ thị, các bạn comment cho thầy số 1. Vũ Huy sao mạng giờ nó lag à? Thầy giảng các bạn có nghe rõ không nhỉ? À, bởi vì thầy đang ở trên tầng mà không biết cái đường mạng có làm cho các bạn bị lag không. Như vậy thì giả sử các bạn nào làm xong bài số 1 thì các bạn comment cho thầy nhé. Vũ Huy đã xong bài số 1, Trường Sơn đã xong, Thuận đã xong rồi. Vậy thì ta sẽ lấy một bài của một bạn trong lớp mình để đỡ khỏi code, xong tí nữa ta sẽ nhảy sang. Đây. Mày quá, vào đây phát thấy luôn. À, ai à. À, chỗ này để chèn năm được vậy. Rồi. Bây ta xem code của Vũ Huy các bạn cùng nhé. Thôi để xem code thì tiện hơn, để cho mình sang code block ấy, nhìn code chương trình cho nó đẹp. Thì xem qua cái code của Vũ Huy này, mọi người hãy sẽ học được một cái cách duyệt đồ thị rất hay. Ở phần trên thầy chưa trình bày, nhưng ở đây tiện thể có code của Vũ Huy, thầy cho mình học lỏm luôn. Học thầy không thầy học bạn mà. Thầy dạy một đường, bạn ấy làm còn tốt gấp mấy lần. Đấy. Ơi nhầm bài hả Vui? Mà vừa thầy cứ tưởng bài là bài đếm vùng liên thông. Rồi, thế để thầy chứ chắc là nó ở bên file đây bài. À, chắc là không phải. Các bạn mọi người nộp nhiều bài quá, thầy cũng phải đổi cái thư mục chứa bài thường xuyên. Đấy rồi. Bài mồ hôi nước mắt coi như thầy xin bản quyền chính thống của Vũ Huy, bài mồ hôi nước mắt, chắc bạn phải sử dụng 500 công lực để làm bài này.
Rồi, ta chắc bài này đúng rồi, vui đúng không? Đến vùng liên thông, thầy xem lại tên file nào. Đúng rồi. Tưởng thế nào. Rồi, bây giờ ta các bạn cùng quan sát bạn làm nhé. Tranh thủ ta. Mấy khi có được anh em tài trợ cốt thế này thì không học thì hơi phí. Cả nhà cùng quan sát nhé. Đầu tiên thì bạn khai báo một cái mảng kiểu vector mà mỗi phần tử là một số nguyên. Bạn khai báo một cái mảng S. Giải thuật DFS đến một đỉnh Y của bạn là sẽ như sau. Duyệt qua tất cả các đỉnh Y, nếu đỉnh đó chưa đi đến, nếu đỉnh Y chưa đi đến thì bạn ấy sẽ đánh dấu rằng đỉnh Y đã đi đến rồi. Cả nhà. Sau đó bạn dịch duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận của đỉnh Y. Đỉnh lân cận của đỉnh Y là bạn sử dụng một cái vector để lưu tất cả các đỉnh lân cận của đỉnh Y và thực hiện DFS đến đỉnh đấy. Thì vậy so với cái cách của mình cài đặt thì là cái câu lệnh nếu tồn tại đường đi, nếu đỉnh Y chưa đi đến. Thì do ở đây bạn sử dụng ta làm tạm gọi là ma trận kề. À không phải ma trận kề, gọi là danh sách kề tất cả các đỉnh. Do đó khi ta duyệt qua tất cả các đỉnh kề với đỉnh Y thì nó đã tồn tại đường đi từ Y đến Z rồi. Nên bạn gọi DFS đến đằng Z luôn. Đấy. Duyệt qua tất cả các đường đi, các đỉnh lân cận với đỉnh Z. Thì ta sẽ các đỉnh lân cận với đỉnh Y thì ta sẽ DFS đến đỉnh đấy. Đấy. Còn nếu đỉnh đấy đã thăm rồi thì ta sẽ ra ngoài thằng DFS. Đấy. Vậy thì bây giờ bạn sẽ thực hiện xây dựng cảnh như sau. Vũ Huy chạy thử thầy sửa code cho Vũ Huy luôn. Khi code giữa toán tử và toán hạng cách ra tôi đã Vũ Huy nhé. Duyệt qua tất cả với mỗi bộ số UV thì bạn ấy sẽ thông báo bởi vì ta tồn tại đường đi từ U đến V nên bạn gắn rằng là A, X, V, putback V. Như vậy thì ta nó thể hiện rằng tồn tại khi đó thằng x là có thằng lân cận là thằng y và thằng y có thằng lân cận là thằng x, tức là có đường đi từ x đến y và có tồn tại đường đi từ y đến x đấy. Thì từ từ đó thì ta nhận thấy rằng là cứ với mỗi thằng với mỗi một đỉnh nào đó khi mà ta put back như này thì ta sẽ thu được tập các đỉnh các đường đi mà lân cận với nó đấy. Nó lưu ở trong mảng A à vector A thứ y. Rồi bây giờ bạn đánh dấu rằng lần lượt tất cả các đỉnh chưa đi đến, biến A là biến kết quả thì code giữa toán tử và toán hạng cách ra đấy. Rồi duyệt qua tất cả các cận, các cảnh các lân cận của nó. Thì nếu mà đỉnh đó chưa đi đến thì ta đó thì đỉnh đó sẽ nằm ở trong một vùng liên thông và bạn sẽ duyệt qua tất cả các đỉnh kề. Cái thao tác này là duyệt qua đỉnh kề. Đấy. Của đỉnh Y. Duyệt qua tất cả các đỉnh Z là đỉnh kề của đỉnh Y và ta DFS đến đỉnh đấy. Sau khi ta duyệt qua tất cả các đỉnh kề này rồi thì ta thu được là các đỉnh trong vùng liên thông đó. Đấy. Vậy thì nếu mà muốn đưa các vùng lên đỉnh trong vùng liên thông đó thì ta có thể ở ngay ngay từ chỗ này, ta có thể cấp phát một phần tử mới và ta lưu đỉnh Y vào trong mảng C hoặc là put nó vào đâu đấy. Đấy. Hoặc bản thân ngay từ lúc ta xây dựng đồ thị này thì ta cũng đã thu được một cái là các đỉnh là kề với đỉnh thứ y rồi. Rồi sau đó ta đưa kết quả của bài toán ra. Đấy. Vậy thì với cái cách làm như trên, đây là một cái cách để sau này thì đa số thầy trò mình sẽ code như thế này. Ít khi ta sử dụng cái ma trận kề nhé. Rất ít khi ta sẽ sử dụng cái ma trận kề như thầy đang bảo đây. Nhưng mà tới mức độ cấp tỉnh thì ta hoàn toàn có thể để làm được như thế này. Sử dụng danh sách kề này ưu điểm của nó lớn nhất đó chính là tiết kiệm không gian bộ nhớ nha. Tiết kiệm không gian bộ nhớ đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng khi sử dụng cái vector để lưu trữ như trên, bởi vì khi đó mình cần dùng bao nhiêu thì mình khai báo bấy nhiêu và cứ với mỗi đỉnh thì mình sẽ lưu được các đỉnh kề nó. Ưu điểm thì như thế, nhưng mà thông thường thì sau này thầy trò mình đều làm như thế cả. Đấy. Vừa rồi, cảm ơn Vũ Huy đã tài trợ chương trình này. Thầy xin cảm ơn Vũ Huy đã tài trợ. Thực tế không tài trợ thì thầy cũng đã lấy mất rồi.
Ta xem cái cách giải thuật chạy bằng cơm của Thuận theo đúng như tư tưởng thầy dạy thế nào thì làm như thế đấy. Bắt đầu ta đọc tất cả các đỉnh với mỗi cạnh thì ta đọc vào một bộ số UV và ta đánh dấu rằng tồn tại đường đi từ U đến V và tồn tại đường đi từ V về U. Bây giờ thì ta bắt đầu gọi giải thuật đếm số lượng vùng liên thông. Để đếm số lượng vùng liên thông thì ta thực hiện công việc là duyệt qua tất cả các đỉnh, đánh dấu rằng đỉnh đó chưa đi đến. Sau đó ta sẽ, tức là nó đang còn free, duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận của các đỉnh từ 1 đến đỉnh N đến đỉnh thứ Y. Nếu nó chưa đi đến thì thầy sẽ đi DFS đến đỉnh đấy. Khi giải thuật DFS nó đi ra rồi thì ta thu được một vùng liên thông, và vùng liên thông đó đang lưu vào mảng C có K phần tử. Nếu muốn đưa mảng C ra thì ta đưa mảng C ra ở đây, còn nếu không thì ta sẽ, còn bên ngoài thì ta sẽ tăng biến đếm số vùng liên thông ra đấy. Còn ở đây thì giải thuật DFS thì ta sẽ thực hiện công việc là khi duyệt DFS đến một đỉnh nào đó thì ta đánh dấu đỉnh đó đã thăm rồi và ta lưu đó đỉnh đó vào trong mảng C để tí nữa ta chỉ ra được cái đường đi, à, các đỉnh trên cái vùng liên thông đó. Cái mảng C này nó vô cùng lợi hại nhé, nó cực kỳ lợi hại, nó giải quyết được rất nhiều các bài toán. Duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận của đỉnh Y, nếu tồn tại đường đi từ đỉnh Y đến đỉnh Z và đỉnh Z chưa đi đến thì ta sẽ thăm đỉnh Z bằng cách DFS đỉnh Z. Đấy, và code của bạn Thuận là đúng là theo cái mô hình chạy bằng cơm của thầy đã và trên đây là code của bạn Thuận thì thầy gửi qua cửa sổ, qua đâu được nhỉ? Rồi, thầy sẽ sử dụng sleeping tool này để cho mọi người cùng phải cài đặt lại cái giải thuật này. Tuy nhiên khi ở mức độ level sử dụng đồ thị cao rồi thì các bạn sẽ code được giống như Vũ Huy nhé, bởi vì Vũ Huy trình độ rất tốt, phải nói là rất cao thủ. Tuy nhiên vì lớp mình cũng là nâng cao nhưng một số bạn lại mới học từ đầu nên thầy vẫn phải xuất phát điểm từ cái cơ bản nhất để mọi người hiểu bản chất vấn đề đã, hiểu được ý tưởng giải thuật. Các bạn lớp 6, lớp 7 đã luôn. Hình như web nộp bài đang có vấn đề à? Vẫn bao bình thường mà nhỉ? Chắc khi nãy web nó bị lag nên các em lớp 6, lớp 7 đang code giống như các anh đây, nhưng mà các em nó đang học chương trình cơ bản rồi. Như vậy thì vừa rồi các bạn đã được giới thiệu về giải thuật DFS duyệt theo chiều sâu. Vậy thì tới thời điểm này bạn nào đã hiểu rõ giải thuật DFS thì các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa hiểu về giải thuật DFS để đếm số lượng vùng liên thông thì comment cho thầy số 0 nhé. Để thầy đã nhận được câu trả lời là có Thuận và Vũ Huy rồi. Xin mời các bạn khác. Chiến, bạn Phát, bạn Luật, cô Nhung, bạn Minh Chu, bạn Trường Sơn. Hãy cho thầy biết là các em đã hiểu được giải thuật DFS để dùng đếm số lượng vùng liên thông chưa? Và liệt kê các đỉnh trong vùng liên thông. Nhé, liệt kê các đỉnh trong vùng liên thông, ta chỉ việc khởi tạo K và đưa mảng K ra, mà đưa mảng C ra nếu cần nhé. Các bạn khác cho thầy biết các bạn đã hiểu chưa? Nếu không chưa có câu trả lời hay là chưa hiểu rõ bản chất của giải thuật này. Ngoài ra các bạn khác cũng đã nộp bài ở trên đây. Sau khi dạy xong với chuyên đề đồ thị, đến ngay bảng cái chuyên đề quy hành động thì để thực hiện là đấy lại, nhưng mà ta lại vẫn chưa chấm lại bài, các bài các bạn đã nộp để tổng hợp lại danh sách mà chưa biết chấm vào lúc nào, bởi vì server các bạn nộp bài rất nhiều mà ta bây giờ chấm cái kia coi như là mọi người nộp bài nó không chấm được.
Rồi, server của mình bây giờ có hơn 100 bạn là đang sử dụng. Rồi, đó là cái bài toán này. Vậy bây giờ thầy trò mình sẽ dừng lại ở cái bài toán này, ta chuyển sang bài toán kế tiếp nhé. Các bạn nào chưa nắm rõ thì ở phần video bài giảng, các bạn xem lại video bài giảng trên cái kênh tên của thầy là Đặng Tuấn Thành trên kênh YouTube. Các bạn tìm chữ Đặng Tuấn Thành với chữ KNC2, là bởi vì lớp lớp ta là lớp KNC2 thì video bài giảng nó sẽ có cái tiền tố là KNC2. Đây, đoạn này là đoạn xây dựng đồ thị. Rồi, trên đây là ta đã giải quyết được cái bài toán thứ nhất. Cái bài toán thứ hai thì cho mình bắt đầu giải quyết luôn nhé. Ở bài toán thứ hai buổi tiếp theo được thầy sẽ coi thêm một cái phần add note vào comment, hy vọng là hơn 900 bạn đang like share comment kênh của thầy sẽ làm quen với Vũ Huy ngay. Các bạn ở trong lớp cũng làm quen với Vũ Huy luôn nhé, bởi vì bạn cài đặt rất tốt. Trong lúc các em học, nếu không thấy thầy trả lời thì các em có thể hỏi các bạn được. Vũ Huy chia sẻ Zalo hoặc là liên quan tới trong Zalo nhé, để cho mọi người nhớ đừng chặn Zalo với anh em ở trong nhóm. Rồi bây giờ ta sẽ tập trung để làm tiếp bài số 74. Mỗi bài này thì nó có cái sự khác nhau ở cái tên ở giữa nhé. Các bài nào liên quan tới vùng liên thông là viết tắt cái chữ vùng liên thông ở đây. Vùng liên thông cho đồ thị ở chỗ phần này thầy định nghĩa lại là tập hợp tất cả các đỉnh mà từ một đỉnh bất kỳ trong đó có đường đi trực tiếp hoặc là gián tiếp tới các đỉnh khác trong đồ thị đó. Thì đây là khái niệm của vùng liên thông trong đồ thị. Cho một đồ thị vô hướng gồm có n đỉnh m cạnh, hãy liệt kê các vùng liên thông trong đồ thị. Mỗi vùng liên thông thì các đỉnh này được sắp xếp thành một dãy tăng. Rồi, mỗi vùng liên thông trên một hàng và mỗi số cách nhau bởi một dấu cách. Đấy. Vậy đây là cái quy cách mình đưa dữ liệu ra. Dữ liệu vào thì ta có khoảng tầm 3.000 đỉnh. Bởi vì giờ khi làm trên đồ thị thì cái lúc mà các thầy cô xây xây dựng bộ test ấy, để chấm về các bài tập đồ thị thì test nó cũng không thể to được như thế đâu. Bởi vì xây dựng test đồ thị rất vất vả các em. Để chấm được một bài đồ thị thì vất vả bằng khoảng tầm 500 lần so với một bài quy hành động hay là một bài số học hay một bài về sâu. Xin test về đồ thị cực vất vả. Và sau này cô Nhung khi dạy các bạn học sinh cũng thế. Được xin test đồ thị thì vô cùng vất vả. Ở đây ta có các bạn chờ đợi 1 giây. Để thầy tí nhé, thầy tìm thế để có thể ở trong nhóm này. Rồi để sao vui đây bây giờ thầy gửi tới các bạn cái cửa sổ này mà cả nhà lưu lại giúp cho thầy nhé. Cái công cụ này là công cụ để sinh ra đồ thị. Cảm ơn Vũ Huy, đây là một cái cơ hội rất tốt để em có thể viết lại chương trình. Vừa rồi thầy đã gửi cho tới các bạn cái càng là CERAMI. Đây là cái công cụ để mà mô tả và vẽ các cái đồ thị nhé, mô tả để vẽ các cái đồ thị đấy. Và ví dụ như bây giờ thầy có 8 đỉnh, thầy có đồ thị có 5 đỉnh.
Và bây giờ thầy có các cái cạnh, bây giờ thầy có cạnh 1 3, rồi cạnh nhà 2 4, rồi cạnh nhà 1 2, các bạn nhìn nhé, đó, sau đó cạnh 7 8, rồi cạnh nhà 9 11. Ồ, sao cái cạnh của thầy ta có thể lôi nó đi chỗ khác được. Đấy, các bạn nhìn thấy đồ thị đẹp không? Vậy thì cũng cô Nhung cũng lưu lại cái trang này nhé. Lưu lại cái trang này để thầy ta gửi lại trong cửa sổ chat của Zoom đi. Cái này là dùng để anh này sẽ đấy. Và khi mà các thầy hay xin test cho các bài đồ thị, các thầy thường xin ở đây để đảm bảo rằng cái đồ thị nó có nghiệm, để tránh tình trạng là đồ thị nó bị vô nghiệm. Ví dụ như bây giờ thầy xây dựng ra được một bộ test random, thầy paste test vào đây phát thì nó vẽ cho thầy các cạnh ở đây, và thầy kiểm tra xem đồ thị có chu trình hay không, có cạnh song song hay không, rồi vân vân, có khuyên hay không, rồi có thỏa mãn điều kiện là một đơn đồ thị hay là đa đồ thị đấy. Thì đây là cái công cụ để vẽ nhé, các bạn nhìn đấy. Và sau khi làm xong, người ta có thể download nó dưới dạng một file ảnh, và ta thấy rằng ta có thể kéo thả cái đồ thị nó rất đẹp. Và cái quan trọng nhất là với một bộ test, các bạn là copy sinh ra từng một cái ứng dụng nào đó, hoặc là các bạn chạy bằng cơm, các bạn vẽ các đỉnh bất kỳ chẳng hạn đấy. Thì đấy, thì sau khi vẽ xong cái thì mình thu được cái thằng này, đỡ phải mất công giấy nháp, và ta nhìn thấy đồ thị nó đẹp ngay đúng không? Bài toán cho các đỉnh như trên, hỏi đếm số lượng vùng liên thông. Đấy. Bây giờ giả sử ta nối thằng 1 với thằng 9. Các bạn nhìn nhé, 1 nối với 9. Rồi bây giờ thầy nối thằng 2 với thằng 6. Đấy. Vậy thì thầy thu được một đồ thị này, và từ đó người ta sẽ đưa ra bài toán là cho một đồ thị, bạn được phép xóa đi một đỉnh sao cho thu được các cái vùng liên thông mà số lượng đỉnh ở các vùng liên thông này thỏa mãn điều kiện bài toán. Ví dụ như là số lượng các đỉnh ở mỗi vùng liên thông nhỏ hơn hoặc bằng n chia 2 chẳng hạn. Cái bài đó nó gọi là bài tâm của đồ thị. Tâm của đồ thị đó là một tập các đỉnh khi chia đồ thị thành hai thành phần, và mỗi thành phần đó có số lượng đỉnh không vượt quá n chia 2 chẳng hạn. Đấy, thì nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy là được cách cách vẽ đồ thị nhé. Muốn bỏ cạnh nào thì các bạn bỏ cạnh đấy đi. Đấy, muốn bỏ cạnh nào thì vậy, thì vừa bỏ các cạnh đấy thì nó lại quay ra bài toán cho một cái đồ thị gồm có rất nhiều các cạnh, bạn được phép sử dụng k cạnh, sau đó hãy xây dựng thành đồ thị và yêu cầu là hãy chọn ra k cạnh để xây dựng đồ thị sao cho nó thỏa mãn yêu cầu của bài toán đấy. Vậy thì mình sẽ không có cách nào khác, mình áp dụng phương pháp xây nhá, chọn hay không chọn các cạnh cần xây, từ với mỗi cạnh chọn xây thì ta sẽ xây ra đồ thị đấy. Để hôm nào ta sẽ có, chắc là để thầy sẽ làm thêm các bài tập về phương pháp sinh kết hợp với các bài tập về đồ thị. Ở phần này ta đang sử dụng cấu trúc dữ liệu kết hợp với đồ thị. Vậy thì cách làm thứ nhất thầy vẽ lại cái đồ thị này nhé, để thầy copy vào đây cho nó đẹp. Đó. Đấy. Khi thầy vẽ đồ thị này thì nó lại ra 72 à. Thầy bỏ thằng 72 đi, không có 72 đó là số đỉnh rồi. Rồi, đấy, trên trên đồ thị này về thầy download phát thầy thu được một file ảnh. Đấy. Thì cái nút này không biết là gì, cái nút mở này. Đẹp thế nhỉ? Đấy, các bạn thấy chưa? Được một file ảnh. Cô Nhung nhớ sử dụng cái công cụ này nhé để sinh test cho các bài đồ thị. Rồi. Thầy xóa cái ảnh xấu mù của thầy đi. Thầy paste nó vào đây. Ở đâu rồi? Thầy buồn thầy quá. Thầy insert picture vậy. Thôi chết rồi, cái ảnh vừa rồi nó ở đâu nhỉ? Đây. Để cho nó bé lại. Ở đâu rồi? Kéo hơi quá tay.
Thế là nó ở bài trên nhỉ, là nó ở bài trên xin lỗi bà con. Đấy, như vậy thì cái thầy vừa chia sẻ với các bạn là cái công cụ dùng để sinh test đồ thị, và khi các bạn code chương trình các em lưu ý là nếu mà ta đang làm ở online bình thường khi mình đi thi thì mình phải dùng giấy nháp rồi, nhưng mà khi các bạn học ấy, thì các bạn sử dụng công cụ này nhé để vẽ ra một cái đồ thị xem nó có thỏa mãn điều kiện bài toán hay không. Đấy, để tránh tình trạng là ngay từ lúc mình nhập dữ liệu mình nhập sai lên dẫn đến đồ thị sai, nên cái quá trình duyệt đồ thị nó ra kết quả sai chứ không phải là do mình nhé. Đấy. Ồ, bây giờ có công cụ này quá là chi là lợi hại. Đấy, tiện thể đây thầy vẽ luôn rồi. Hình như hai test này giống nhau hay sao nhỉ? Nó giống nhau luôn nhỉ? Quên mất, như vậy thầy thầy thì tận dụng luôn cái hình kia. Đấy. Có 7 tháng 8 thôi, cái thằng này có 7 8 không nói gì. À cái này cái, trên đồ thị này muốn có đỉnh lẻ, các bạn gõ đỉnh 7, gõ đỉnh 8. Đấy. Thì nó thành các đỉnh như này. Còn thấy đẹp không? Sao thể thấy nó trôi cảm giác phiêu đấy. Cậu mai có thể đánh nhau được nhé. Đấy, trông rất đẹp. Rồi, đó là cái công cụ để sinh test. Rồi về chúng ta sẽ quay trở lại cái bài toán chính. Do các bài tập này, form bài tập nó mô hình khác, na ná giống nhau. Do đó thầy sẽ giảng một số các bài thôi. Ở đây nó có tận 20 bài mà ta làm gì đủ quỹ thời gian học đồ thị 20 bài, chỉ học mỗi DFS. Thầy sẽ giảng một số bài thôi. Còn các bài khác các em tiếp tục làm ở phía dưới nhé. Rồi hôm nay thầy cho mình với cái bài số 2. Người ta yêu cầu là đếm liệt kê các đỉnh trong các cái vùng liên thông này. Vậy thì sau khi chạy xong ta thấy rằng 1, 2, 5, 6, 10 này, 3, 4 này, 7, 8 này. Thằng 7, 8 chưa có ở đây đúng không? Lưu, quên thằng này. Đặt tài nó về. Đây nhớ chuột phải. Trên picture phường bóng file. Chọn thằng người bát này vào, trẻ nó vào. Đấy, như vậy thầy thu được cái đồ thị. Trời ơi, quá chi là đẹp. Chưa bao giờ thầy thấy lại ưng ý như thế này. Rồi, như vậy thì tới bài toán này thì chúng ta sẽ áp dụng theo đúng cái mô hình của cái bài toán 1. À, không có gì thay đổi để cho mình sẽ thực hiện như sau. Cái cửa sổ zoom này vướng quá. À, ta sẽ có thuật toán để giải bài toán. Nó không sinh ra các đỉnh trước cả, sau đó liên kết các cái đỉnh sau. Công cụ này nó giúp cho ta vẽ đồ thị. Do đó để sinh ra được các đỉnh và các cái cặp cạnh này thì ta code cell random hai cái số A và B với điều kiện là A phải nhỏ thu B là được mà. Đấy. Sau khi sinh ra xong đó mình thấy một số cạnh bị trùng thì mình xóa đi. Thì mình sẽ thu được một cái test mới Vũ Huy nhé. Rồi thì về thuật toán của bài toán này thì ta nhận thấy như sau. Với cái bài toán này thì các bạn sẽ cần phải thực hiện thì ta sẽ phải thực hiện là duyệt qua lần lượt các vùng liên thông. Cứ mỗi vùng liên thông khi ta đi vào giải thuật DFS, ta sẽ đẩy các cái phần tử được chọn vào trong bảng C. Ta duyệt duyệt qua các vùng liên thông. Với mỗi lần ở DFS cho tới một cái đỉnh nào đó thì ta để đỉnh đó vào mảng C có k phần tử. Trước đó ta khởi tạo k bằng 0 nhé. Sau khi DFS xong ta thu được mảng C có k phần tử. Lưu tất cả lưu danh sách đỉnh liên thông với đỉnh Y. Các bạn nhớ nhé, khi ta gọi DFS đến một đỉnh nào đó, ta sẽ thu được mảng C chứa các đỉnh trong vùng liên thông đó. Vậy thì nó sẽ mở ra một cái bài toán rất hay. Cho một đỉnh S, cho một đỉnh T, họ hỏi có đường đi từ S đến T hay không? Rất đơn giản, ta DFS thằng S một phát, ta thu được mảng C, sau đó ta tìm kiếm nhị phân thằng T trong cái thằng này,
hoặc là trong cái quá trình mình đê bét, khi phát hiện ra một đỉnh, nếu đỉnh đó chính là đỉnh T thì ta kết luận có đường đi từ S đến T. Đấy. Nhớ chưa? Vậy thì bây giờ người ta hỏi là cho đỉnh S và cho đỉnh T. Bây giờ một ông xuất phát từ S, một ông xuất phát từ T, hỏi rằng trên các đường đi đấy thì các ông này có những gặp nhau, có thể gặp nhau được ở đâu. Vậy thì ta quay trở lại trong quá trình DFS từ S đến T thì ta thu được một cái đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T, thì các cái đỉnh trung gian ở giữa đó chính là những nơi ông đấy sẽ gặp được. Ở trên một bài tập có trọng số thì người ta hỏi là trọng số tức là để được cái cạnh của nó có độ dài ấy, thì người ta lại hỏi là giữa các đỉnh này có trọng số độ dài là 3 cm, 5 cm, 7 cm. Bây giờ hai ông hẹn nhau ở một nơi nào đó, hỏi là đường đi từ đây cho hãy chọn một đỉnh sao cho đường đi từ ông S cho đến ông V và từ ông T quay về ông V này là cái khoảng đường đi của mỗi người là ngắn nhất. Đấy. Vậy thì ta sẽ có được những cái bài toán mà theo cái tư tưởng đó là cứ với mỗi lần ta đi đến một cái vùng liên thông nào đó, ta đẩy các vùng liên thông đó, các đỉnh trong vùng liên thông đó vào một mảng C hoặc vào đâu đâu cũng được. Các bạn nào dùng cấu trúc dữ liệu hay dùng bất cứ thứ gì để lưu trữ thì ta cũng được. À, một trong những cái cấu trúc dữ liệu rất hay để thầy lưu vùng liên thông ở đây thầy giới thiệu các em luôn để các em dùng. Nên nàng Hoài Băng này mỗi lần tìm đều không tìm thấy, không biết tình cảm thầy trò thế nào. Đây, ta sử dụng một cái cấu trúc dữ liệu và ở buổi sau thì thầy sẽ hỏi các bạn xem cấu trúc dữ liệu này là gì nhé. Thì ở trong cửa sổ chat các bạn tải giúp cho thầy cái đường link của cửa sổ chat cấu trúc dữ liệu Visual Set. Việc sử dụng cấu trúc dữ liệu Visual Set nó là một cái thực sự là hay. Cái thằng set thì nó lại khác nguyên thằng Visual Set. Cái này từ zone nhé, zone zone là từ kết nối ấy. Thì thằng Visual Set này là một trong những cái công cấu trúc dữ liệu cực kỳ phù hợp để giải quyết cái việc lưu trữ, và sau này ở cái phần kế tiếp thầy trò mình học Crucial hoặc là học về Prim cho cái bài toán đi tìm cây khung hoặc là một số các bài toán khác chứ không không chỉ đơn giản là đồ thị, thì thằng Visual Set nó là không chỉ là đơn giản cái bài toán đồ thị bình thường. Thì giải thoại cái Visual Set này nó sẽ sử dụng rất hay, về bản chất của nó là một cái cây. Đấy, bản chất của nó là một cái cây. Khi đó thì việc xây dựng đồ thị của mình, ví dụ bây giờ thầy quay trở lại cái giải thuật đồ thị này, cái đồ thị này. Bây giờ thầy có cạnh 1 2 5 2 6 2 và 16. Vậy thì bây giờ để nối đồ thị này thì thầy sẽ nối như thế này. Thầy bỏ cạnh 16 đi, thay vì nối thằng 10 với thằng 6 thầy sẽ nối thằng 10 với thằng 2. Đấy. Đấy, thầy nối thằng 10 với thằng 2, thầy bỏ thằng 16 đi. Đấy, tức là thầy nối thằng 10 với cha của thằng 6. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy bây giờ giả sử thầy có một cạnh 11 1. Đấy. Thì nó nối thằng 11 với 1, tí nữa thầy gặp một cái cạnh là 9 11 thì thầy sẽ nối 9 với thằng 2. Nhá. Để nối được thằng 1 với 11 đã quên, bắt đầu thằng 1 với 11 ấy thì thằng 11 này nó sẽ nối với cha của thằng 10 ở thằng 1 thì thằng 11 nó sẽ nối với thằng 2. Đấy, về vậy thì nó sẽ bỏ cái thằng này đi. Đấy. Kế tiếp nữa, thầy có một cạnh là 12 11. Ví dụ như về thầy có cạnh 12 11. Khi thầy có cạnh 12 11 thì khi đó cạnh 12 11 nó không xây dựng trực tiếp mà nó nối trực tiếp thằng 12 với thằng cha của thằng 11. Nghe có vẻ hơi điêu điêu gọi cha của nó đúng không? Đấy. Ê, khi mà thầy nối thằng 9 với thằng 11 thì thầy không nối thằng 9 với thằng 11 mà thầy nối thằng 9 với cha của thằng 9. Ta hay gọi là gọi đến cha của thằng này rồi gọi đến ông nội của nó luôn là thằng số 2. Tức là ta gọi cha ở trên đỉnh đến khi nào mà đấy. Vậy thì cha của thằng này thì đó thằng 2, vậy thầy nối thằng 9 với thằng 2. Thầy nối thằng 9 với thằng 2 chẳng hạn. Thầy bỏ thằng 9 với 11 đi. Đấy. Rồi thằng để nối thằng 12 với thằng 11 thì thầy không nối 12 với 11 mà thầy nối 12 với cha của thằng 9. Cha của thằng 9 là thằng 2, vậy thầy nối thằng 12 với 2.
Đấy. Thầy nối thằng 12 với 2. Vậy thì thầy nối bỏ thằng 12 với thằng 11 đi. Đấy. Để nối thằng 9 với thằng 12 với thằng 9 thì thầy nối thằng 12 trực tiếp với cha của thằng 9. Đó chính là thằng cha của thằng 9 đó là thằng 2. Vậy thì thầy nối lại cạnh 12 2. Thầy nối bỏ cạnh 9 12 đi. Đấy. Vậy thì trên đồ thị trên thì ta nhận thấy sau, các vùng liên thông nó sẽ được nối chung với một cha của nó nhé. Vậy thì ta nhận thấy rằng là sau khi ta sử dụng thằng Digital Set để xây dựng đồ thị thì các đỉnh cùng một vùng liên thông thì nó cùng chung một gốc. Cái gốc này người ta gọi nó là các cái rốt nhé. Và ta nhận thấy các vùng liên thông này nó có hay không? Đấy. Nên ở trong đợt Covid ấy, thì các bạn nhìn thấy khi người ta xây dựng một cái cây mà để cái bảng phác đồ để lây nhiễm giữa mọi người ấy. Người này lây cho người kia phát, sau đó người ta có thể tìm được cha của nó bằng cách cứ truy vết ngược lên trên thì thằng Digital Set nó sẽ lưu ra được như trên. Vậy thì khi việc lưu này có lợi là gì? Việc lưu này có lợi, ví dụ số đỉnh trong vùng liên thông này là bao nhiêu thì ta thấy số đỉnh trong vùng liên thông này sẽ bằng số số lượng con của cái thằng nút cha này cộng lên một. Nếu mà thầy xây dựng một nút cha ảo, tức là một cái thằng rốt khác, thì số lượng đỉnh trong vùng liên thông của mỗi vùng liên thông đó chính là số con của cái thằng rốt đấy. Ta có thể có rốt 1, rốt 2, rốt 3, rốt 4 đấy nhá. Ta có thể có nhiều gốc, mỗi gốc nó sẽ là gốc của mỗi cây con. Đấy. Qua cái ví dụ thầy vừa rồi thì thầy cũng giới thiệu cho các bạn cái thằng Digital Set, và phần này các bạn tự đọc trước nhé, nó là một cấu trúc dữ liệu cực hay. Ở buổi tới nữa thì các bạn chỉ cần sử dụng mỗi Digital Set để giải quyết các bài tập duyệt đồ thị DFS liên quan tới cái việc đếm số lưu vụn nữa nhé. Ta nhìn thấy này, người ta hỏi vùng liên thông, ta có bài toán cho một đồ thị hỏi từ đỉnh số 2 này có thể đi đến các đỉnh nào. Vậy thì đó chính là lực lượng của các đỉnh này, bao gồm có 1, 3, 5, 1, 5, 6, 9, 12. Đấy, chính là các đỉnh nằm trong thằng này. Ta đưa các thành phần của nó ra, ta for đưa ra các thành phần trong từng nốt này. Các đỉnh liên thông với đỉnh 3 là đỉnh nào? Đỉnh 3, đỉnh 4. Đấy, nó thành một cây thôi. Các đỉnh liên thông với đỉnh 10 là đỉnh này. Tuy nhiên với những bài nào mà có liên quan tới liệt kê đường đi thì các em không sử dụng cái này nhé. Các bài toán nào liên quan tới đường đi thì ta không sử dụng cái này. Các bài toán nào liên quan tới đường đi thì ta không sử dụng Digital Set nhé. Và đường đi tức là hãy chỉ cho tôi một đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V ấy, thì ta không không dùng cái thằng này nhé. Hoặc nếu có dùng thì các bạn truy vết cái kiểu gì trước đó, ta có thể sử dụng các cái thành phần để lưu vết đường đi cũng được. Nhưng nếu các bài nào mà chỉ đơn giản là hỏi là số lượng đỉnh trong vùng liên thông này, số lượng đỉnh mà nó có thể đi đến này, đấy, ta có thể ví dụ như bây giờ thầy cho một tập cùng có n đỉnh và m cạnh, về thầy xây dựng được cái đồ thị như trên bằng Digital Set. Bây giờ thầy hỏi là từ đỉnh số 12 thầy có thể thăm được những đỉnh nào? Đấy. Hoặc thầy thì sẽ đặt ra câu hỏi là trên đồ thị trên thành phần liên thông nào có nhiều đỉnh nhất? Thành phần liên thông nào có ít đỉnh nhất? Thành phần liên thông nào không có quá k đỉnh? Đấy. Thì từ đó ta sẽ đưa ra được ngay là khi ta xây dựng được các thành phần như trên thì số lượng đỉnh của nó là xác định. Các bạn lưu ý nhé. Bây giờ giả sử thầy nối thằng thôi ta không, thầy cho mình bị sa ngã qua về vấn đề khác. Rồi vừa rồi thầy thầy đã giới thiệu qua về cái thằng Digital Set để kết hợp nhé. Ở đây thầy lưu lại cái đường link này vào đây. Thằng Digital Set này là một trong những công cụ vô cùng tuyệt vời mà khi sử dụng đồ thị rất ít người biết dùng đến nó. Và như lưu ý, Digital Set chỉ sử dụng cho các bài toán liên quan tới số lượng các đỉnh trong vùng liên thông, liệt kê các đỉnh trong vùng liên thông, rồi tìm vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất, ít đỉnh nhất, có đúng k đỉnh, vân vân. Thì đó chính là tập lực lượng của cái từng vùng liên thông này. Lực lượng tức là số lượng thành phần của nó. Nhá. Đó là giải thuật có đây là cấu trúc dữ liệu. Vũ Huy và các bạn cố gắng tìm hiểu nó và dùng nó một cách thành thạo như các cấu trúc dữ liệu khác
Và lưu ý với bài toán đồ thị thì sử dụng Visual Basic cực kỳ lợi hại. Cứ mỗi hôm thầy giới thiệu một chút rồi các bạn sẽ dần dần sẽ có được một cái cơ ngơi về cấu trúc dữ liệu. Lưu ý là ngoài giờ học ra thì các em nên dùng thời gian khác để nghiên cứu nó nhé. Tôi có đứa nào lại vừa bay ra bay vào bay mất đâu rồi. Rồi bây giờ ta sẽ tiếp tục với cái nội dung kế tiếp với cái bài toán này. Với bài toán đến số liệt kê các thành phần liên thông như thế này, nếu ta đã xây dựng được một cái digital set chứa tất cả các đỉnh trong các vùng liên thông kiểu như thế này, thì nếu mà ta lưu về tất cả một tra chung như thế này thì ta thấy rằng một vùng liên thông là đây chính là các cái thành phần này chứa các thành phần liên thông với nhau. Đấy. Vậy thì khi nối với một đỉnh thì ta sẽ tìm tra gần nhất của nó. Ta cứ vừa đi ngược lên trên tìm cái thằng rốt ta dừng lại. Tất nhiên trong cái quá trình xây dựng video set thì ta có thể xây dựng được các cái cây. Đấy. Đấy. Ta có thể sẽ sử dụng các loại cây, xong đó có cái khái niệm như cây đỏ đen rồi những các khái niệm khác thì ta sẽ tìm hiểu thêm. Rồi, tuy nhiên với cái bài toán này khi áp dụng như trên thì thầy trò mình áp dụng theo đúng cái mô hình bài toán của thầy lấy code của Thuận hoặc là code của Vũ Huy đều được. Thầy lấy code của Thuận với cái bài toán này thì ở đây thầy cấp phát, thầy nó khác ở chỗ này, cấp phát k phần tử, cấp phát một phần tử mới cho mảng C và đẩy y vào cho mảng C. Sau đó ta sẽ thực hiện tiếp là cứ với mỗi phần tử, cứ với mỗi cấu hình ta sẽ đưa nó ra. Như vậy so với cái bài trên thì ta thêm cái phần này nhé. Đấy là cái chỗ ta đã thêm so với cái bài bên trên, ta đưa các thành phần trong vùng liên thông đó ra. Đấy, vì trong cái quá trình mình DFS thì các đỉnh trong vùng liên thông thường đã được sắp xếp theo thứ tự tăng, bởi vì bản chất của DFS là duyệt qua tất cả các đỉnh mà. Ở đây thầy cũng góp ý với Thuận là bởi vì chỉ số y mình đã for ở đây rồi thì ở chỗ này ta nên for nó là chỉ số z nhé, hoặc là chỉ số k, hoặc là chỉ số y chẳng hạn, để tránh trong một vòng for ta sử dụng hai biến, hai vòng for lồng nhau. Đấy, đây là code của bạn Thuận đã được thầy Thành edit. Ngoài ra thì thầy có thể lấy được code của Vũ Hy để thêm vào đây, hoặc là code của các bạn khác nộp ở trên đây. Và sau khi thầy gửi về tới file này xem thì các em nên tham khảo cách làm bài này nhé. Rồi, với cái bài số DMS bài số 74 thầy trò mình vừa làm xong, các em đã biết cách rằng để liệt kê được các vùng liên thông ta sẽ duyệt qua lần lượt từng vùng liên thông nhé. Ta duyệt ý đây, ý tưởng là như nào? Ta duyệt lần lượt qua các vùng liên thông theo đúng cái tư tưởng duyệt của cái thằng đếm số lượng vùng liên thông. Cứ với mỗi cái ta sẽ thực hiện DFS đến đỉnh đó. Khi DFS đến đỉnh nào thì ta put các đỉnh của đó vào trong một cái chỗ cần lưu trữ. Sau khi ta đi ra khỏi vùng liên thông đó, ta thu được các đỉnh trong vùng liên thông. Đấy. Nên ta nhận thấy rằng giải thuật DFS nó sẽ thu được một cái đường đi theo thứ tự từ điển. Đấy. Theo thứ tự từ điển. Các bạn thấy nhé, theo thứ tự từ điển. Đặc điểm của cái thằng DFS là như thế. Đi theo thứ tự từ điển là các đỉnh nó sẽ được sắp xếp tăng. Bởi vì trong cái quá trình mình thử các đỉnh lân cận mà mình toàn for z từ 1 đến n. Vậy nếu tìm được một thằng thỏa mãn put nó vào thì kiểu gì nó chả tăng. Rồi như vậy thì qua cái phần bên trên, qua cái phần bài tập thứ hai này các bạn đã mở rộng ra được thêm là có một thứ các em cần phải học ngay, học cấp tốc, và ở buổi tới thầy sẽ hỏi các bạn nhé cách sử dụng Visual Set như thế nào. Thầy sẽ hỏi từng bạn một để các bạn biết sử dụng Visual Set cho cái bài toán này. Tìm chữ set này là Visual Và khi sử dụng Visual Set thì nó sẽ trả về một lớp các bài toán cực kỳ hay. Và với các bạn học sinh của thầy, thông thường khi mà bởi vì cái quỹ thời gian mình có 5 buổi học về đồ thị thôi, nên thầy không có thời gian để đối với học sinh của thầy khi dạy ấy. Và chỗ này cô Nhung cô cũng để ý luôn là khi dạy về chủ đề về đồ thị này thì ta sẽ dạy lần lượt tất cả các bài từ trên xuống dưới, ta có khoảng 20 bài, nó khá đơn giản thôi.
cho các bạn đấy cài đặt bằng giải thuật chạy bằng cơm. Đó chính là giải thuật khi đấy bạn Thuận làm ở đây. Đây Thuận nghe thấy buồn đây. Giải thuật DEFS cơ bản nhá. Giải hết 20 bài này bằng giải thuật DFS cơ bản, tuyệt đối chưa sử dụng dây sách kề làm gì đấy, à, dây sách cạnh làm gì, à, các dây sách kề ấy, để làm gì, ta cài đặt hết cái này, tức là tất cả các em ấy cũng cài đặt hết theo cách này. Sau khi cài đặt xong cách này một cách thành thạo và tốt nhất rồi thì các bạn cài đặt theo kiểu của Vũ Huy, sử dụng dây sách kề, các bạn sử dụng các cài đặt kiểu Vũ Huy xong rồi là gọi là level 2 rồi, thì các bạn cài đặt theo cách thứ ba, các bạn sử dụng cấu trúc dữ liệu Digital Set để lưu trữ các lịch để làm. Tất nhiên Digital Set thì không thể làm hết tất cả các bài, nhưng sẽ làm theo ở mức độ 3 như thế này. Chứ tuyệt đối bắt đầu vào các bạn đừng cài vào Digital Set ngay nhé, thì cảm giác nó hơi buồn cười. Kiểu giống như thầy trò mình vừa đá vòng loại cấp thôn xong hôm sau lại gặp ngay đội tuyển vô địch thế giới thì đá đấm thế nào được, đúng không? Nó không phù hợp với năng lực. Bởi vì lúc đó các bạn một là chưa hiểu rõ về đồ thị, hai là chưa có nhiều cái năng lực mà cần thiết để sử dụng cấu trúc dữ liệu. Bản thân khái niệm về cây ta cũng chưa học. Cái quyển cấu trúc dữ liệu và giải thuật thầy gửi cho các em thì các em lưu ý là nó về có cái khái niệm về cấu trúc dữ liệu về cây. Mọi người đã tải hết về rồi chứ nhỉ? Thầy gửi lại lần nữa nhé. Ở buổi trước bạn nào mà chưa tải về cái quyển cấu trúc dữ liệu. Quyển cấu trúc dữ liệu và giải thuật ở trong này phần này thì thầy gửi lại các bạn ở trong cửa sổ Zoom nhé, các em tải lại giúp thầy để cho các em làm quen với các cái khái niệm ở cái quyển đó. Hay nhất nó dạy cho các bạn khái niệm để tránh tình trạng khi các em học cấu trúc dữ liệu các em ốp thẳng ngôn ngữ lập trình rồi lại không hiểu bản chất. Nốt nút trên cây là gì, cấp của một nút là gì, bậc của một nút là gì, bán bậc ra là gì, bán bậc vào là gì, cung là gì, đồ thị có hướng, đồ thị vô hướng, đa đồ thị là gì, đơn đồ thị là gì, cây BIT là gì, cây là gì, phép duyệt đồ thị là gì, ngoài DEFS ra có các cách duyệt duyệt đồ thị nào khác hay không, duyệt trước là gì, duyệt giữa là gì, duyệt sau là gì. Đấy thì trong cái quyển là cấu trúc dữ liệu thầy gửi các em đọc trước để lấy khái niệm về lý thuyết đồ thị thì các em sẽ hiểu rõ hơn. Rồi kế tiếp thầy cho mình sang cái bài tập kế tiếp. Vậy bài tập bài tư ta đã làm xong nhé. Bài tập bài tư của Vũ Huy đã làm xong chưa em nhỉ? Để các bạn nào cài đặt xong bài bài tư các bạn comment cho thầy, hãy để thầy tìm code cho nhanh nhé. Đây có Thuận Vũ Huy của KNC2 mình đấy. Bài này là bài gì nhỉ? Bài N N vùng liên thông này. Đấy, Vũ Huy nộp bài M vùng liên thông nó mới buồn đời thầy biết. À vừa mới gửi thì nó sẽ nằm ở trong cái file bài làm chính. Thầy chưa chưa có Thuận Vũ Huy Sơn Sơn bài làm bài vùng liên thông xem cô Sơn à. N đỉnh mơ cạnh nó 10 mũ 1.000. Sơn ơi thầy góp ý thêm một chút ở cốt của Sơn nhé. Trường Sơn khi khai báo một cái mảng hai chiều thì ta chỉ khai báo tối đa là 3.000 phần tử nhé. Thông thường thì đi thi ở cấp tỉnh các em chỉ cần khai báo 1.000 phần tử cũng được rồi, bởi vì các thầy cũng không thể sinh ra được test to thế đâu ở cái mức độ đề cấp tỉnh, mà các thầy cũng không cần thiết phải kiểm tra các em có thể làm được với những cái test to như thế. Thường test với cấp tỉnh các bạn làm khoảng tầm 200 cạnh, à 200 đỉnh là to lắm rồi. Các đỉnh của nó thì ta chỉ khai báo kiểu INT thôi nhé, ta không sử dụng long long. Đấy. Ta có M cạnh thì trên thực tế với một cái mảng một chiều ta chỉ có tối đa 10 mũ 5 đôi 4 6 8 cạnh. Thì chỗ này em chỉ phải khai báo tối đa là 6 cạnh thôi nhé. Sơn nhé. Với 10 mũ 6 trên thực tế với một đồ thị tạm không có thể có tới 1 triệu cạnh được. Làm gì có tới được 1 triệu cạnh. Nhưng nếu có khai báo một cái mảng một chiều tối đa thì khai báo tối đa 10 mũ 6 phần tử. Khai báo một cái mảng hai chiều tối đa chỉ tối đa 3.000 nhân 3.000 phần tử.
Mà nhìn cốt này thầy đoán dự đoán là Sơn có khả năng là cốt bằng Dexy hay sao? Cái cốt bằng Dexy, cái ngoằn ngoặc này nó hay nằm ở bên trên. Và các cái biến này em sử dụng kiểu INT Sơn nhé, không sử dụng kiểu long long, bởi vì số lượng đỉnh là hạn chế. Đấy, ngoài ra cốt của bạn rất là ấn tượng đấy. Cái phong cách cốt này rất nhiều bạn ở cốt trước, cốt trên Dexy hay dùng phong cách này. Bài này bài N vùng liên thông, rồi ta sẽ lấy cốt của Vũ Huy. Sau ở phần này thầy sẽ gửi cốt mẫu cốt tham khảo của các bạn. Ở đây, và các bạn được chọn mà mang cốt vào đây để cho mọi người tham khảo, các em hãy tự hào nhé, bởi vì mình cốt để mọi người đọc và mọi người đọc có thể hiểu được, không thấy ai phản hồi gì, chứng tỏ cốt mình quá chi là hay. Đứa nào nó phản hồi bảo anh ơi cốt anh sai tất cả là khi đó mình phải xem lại đây và sử dụng danh sách cạnh. Ở đây thì bạn Vũ Huy, bạn sử dụng một cái rất hay, bạn sử dụng một cái set để lưu các đỉnh. Đấy, bạn lưu các đỉnh. Vậy thì giống như mảng C của mình ấy, thì bạn ấy sẽ chèn cái đỉnh này vào trong một cái set. Không vui ạ, lớp ta toàn cao thủ thôi. Ở đây thì bạn sử dụng một cái set mà là một tập hợp kiểu set, kiểu dữ liệu set. Kiểu dữ liệu set thì ta có ba cái đối tượng cơ bản: set này, address set và multi set, là ba đối tượng về tập hợp. Mật khẩu giới thiệu luôn. Để chờ đợi tí nhé, xem lại trang nha. Không biết tiếng Trung kia này để không có, tôi thêm vào VNOI vậy. Có một số trang là thầy hay tham khảo. Cái sử dụng set, multi set. Để gửi lại phần này nhé. Có thể ghim lại ở trong này. Một là các cấu trúc dữ liệu, hai là kiểu. Còn khi dùng thì dùng đến đâu thầy trò mình sẽ tới đấy, và thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng các cái đối tượng này. Tuy nhiên thì qua cái cốt của Vui thì thầy trò mình sẽ giải quyết luôn. Ý tưởng của bạn Vũ Huy là sẽ thực hiện cái công việc là duyệt qua bước 1 xây dựng cái danh sách kề, sau đó bạn duyệt qua tất cả các đỉnh, nếu đỉnh nào chưa đi thăm thì bạn sẽ đếm số lượng vùng liên thông và DFS đến đỉnh đấy. Khi bạn DFS đến một đỉnh nào đấy thì bạn sẽ thực hiện đánh đẩy cái đỉnh đấy vào trong một cái set, set là một tập hợp, đẩy cái đỉnh đấy vào trong cái xe cái mảng cái set được bạn đặt tên là check cho nó rất ngầu. Sau đó thì bạn sẽ thực hiện cái công việc là duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận, nếu đỉnh nào mà chưa đi đến thì bạn DFS đến đỉnh đấy. Đây là duyệt qua các đỉnh lân cận nhé, duyệt qua tất cả các đỉnh ấy là lân cận đấy, của đỉnh U thì ta sẽ thực hiện về đỉnh U đi đấy, bạn khai báo một cái vector V lưu tất cả các đỉnh lân cận của đỉnh thứ Y. Sau đó bạn sẽ thực hiện cái việc đấy xong, sau khi chạy xong cái này thì bạn sẽ thu được danh sách tất cả các cái set mà mỗi set chứa, mỗi cái tập hợp sẽ chứa lần lượt tất cả các đỉnh ở mỗi vùng liên thông, và bạn duyệt qua tất cả các cái set đấy. Cứ với mỗi set thì bạn đi từ đầu set đến cuối set và đưa các thành phần đấy ra đấy. Không biết thầy đọc có đúng không Vũ Huy nhỉ? Đó, thầy đang đọc ý tưởng của em nhưng mà không biết có đúng không.
Như thấy Vũ Huy bảo dạ chắc là đúng các em nhé. Nếu kiểu giống như không phản hồi gì thì chắc là đúng. Rồi cái thầy vừa giới thiệu nhờ qua một chút với cái bài toán này. Với bài toán kế tiếp, bài số 75, tìm vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất. Vậy thì ta quay trở lại với một cái đồ thị, thì các bạn hoàn toàn thấy rằng nếu mà ta sử dụng Digital Set để lưu nó, thì các cái thành phần đây chính là cái giống như các cái set mà khi nãy Vũ Huy dùng ấy. Đây là các cái set, set thứ nhất là chứa các đỉnh này, set thứ hai chứa các đỉnh này, set thứ ba trường này. Đấy. Thì khi mà sử dụng cái thằng này thì ta lưu được các cái đỉnh ở trong các cái vùng này. Đấy. Và khi đó người ta hỏi vùng nào có nhiều đỉnh nhất, thì khi đó kích cỡ dữ liệu của cái thằng này, thằng S.size, thì đó chính là cái thành phần liên thông của nó. Còn nếu ta sử dụng mảng một chiều thì nó chính là giá trị K, là thằng K lớn nhất. Đấy. Nếu người ta yêu cầu liệt kê cái vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất thì ta lưu cấu hình này vào trong mảng D. Còn K thì mình lưu vào bitrate rồi, là thằng tốt nhất. Vậy với cái ý tưởng như trên thì ta sẽ thực hiện theo tư tưởng tương tự với cái bài toán trên, thì thầy trò mình sẽ thực hiện như sau. Với bài số 75, thầy tin chắc rằng là sau khi dạy xong các bạn về chủ đề này, thầy thu được những cái code vô cùng đẹp của tất cả các bạn trong lớp. Hôm tới thì thầy sẽ thêm code của các bạn vào trong cái quyển. Chính xác, dân IT mình có kiểu mà cứ đọc một cái đề thế bài nào mà cũng quen 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 quen. Rồi, vậy thì ở bài này ta có vừa có thể kết sử dụng Digital Set, hoặc sử dụng Set, hoặc là sử dụng các cái cấu trúc dữ liệu khác để lưu các đỉnh. Vậy thì bài toán ta quay trở lại, tìm vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất. Vậy thì thông thường với các bài đồ thị thì thường nó sẽ ra một vùng liên thông là duy nhất. Nhưng nếu có nhiều nghiệm thì người ta sẽ đưa ra cái vùng liên thông có số lượng thứ tự từ điển lớn nhất. Vậy thì ở đây thầy cũng giới thiệu cho các bạn như sau. Bây giờ thầy trước khi cái này chắc thầy phải ra hạn thời gian thêm một chút. Tí nữa thầy có một cái lớp sau nhưng mà được thôi. Tiện thể đang giới thiệu về cấu trúc dữ liệu, các em thì giới thiệu để mọi người đọc trước. Bởi vì trong 1 giờ thầy cho mình. Rồi bây giờ ta đang nói đến khi nãy thầy vừa đang đề cập đến một cái vấn đề là khi có nhiều cấu hình mà cần phải lưu ra. Ví dụ bây giờ thầy có một cái đồ thị nó khá nhiều cạnh. Sau đó thầy tìm các vùng liên thông thì thầy thu được hai vùng liên thông mà có cùng số lượng đỉnh, mà có cùng là nhiều nhất. Chẳng hạn. Vậy thì bây giờ thầy muốn liệt kê tất cả các vùng liên thông mà có cùng số lượng đỉnh đấy ra thì làm như thế nào? Ta không thể DFS lại và ta sẽ lại liệt kê nó ra, nếu nó bằng K, bằng Z thì ta lại đưa nó ra thì nó hơi chuối. Bởi vì với mỗi lần ta chọn thằng tốt nhất thì ta lưu thằng tốt nhất đấy lại. Thì một trong những cái cấu trúc dữ liệu mà để lưu những thằng tốt nhất đấy lại thì phải giới thiệu luôn. Để các bạn mình trả lời đi. Ta sử dụng thằng đọc là gì nhỉ? Priority queue. Đây, rồi các bạn thấy luôn là cái thằng này, thằng đợi ưu tiên. Thì gửi lại cửa sổ chat. Đăng ơi, chờ thầy một chút nhé. Thầy đang ở lớp nâng cao, em có thể ngồi hóng luôn một chút nhé, Đăng nhé. Đây là lớp nâng cao. Vừa nói xong Đăng chuồn mất rồi. Bạn đang bạn nào ở lớp cơ bản rồi thầy vừa gửi trong cửa sổ chat lại là vừa nhìn thấy cái bạn té luôn ta có thể tìm cái từ khóa gọi là hàng đợi ưu tiên đấy. Thì khi tìm hiểu về hàng đợi ưu tiên thì các bạn thu được rất nhiều các từ khóa thì ta sẽ thu được cái khái niệm hàng đợi ưu tiên. Vậy bản chất của hàng đợi ưu tiên là gì?
Thì khi ta sử dụng hàng đầu ưu tiên, các bạn sử dụng kết hợp với các cấu trúc dữ liệu. Ở đây thì lưu luôn vào đây nhé. Hàng đầu ưu tiên. Thầy giới thiệu trước. Thì hôm sau thầy sẽ giới thiệu cách sử dụng. Hàng đầu ưu tiên nó rất phù hợp cho với những cái bài toán. Ví dụ cái bài toán này thầy mở rộng. Cho tập N đỉnh M cạnh và danh sách các cạnh. Yêu cầu hãy liệt kê tất cả các vùng liên thông có số lượng đỉnh nhiều nhất. Đấy, như vậy thì ta sẽ thực hiện lần lượt liệt kê các vùng liên thông. Sau đó ta bút tất cả các đỉnh các vùng liên thông này. Ví dụ thầy thu được một cái vùng liên thông nữa là 3, 4, 7, 8, 9. Đây, số lượng vùng cũng là 5. Rồi kế tiếp nữa thầy có cái vùng liên thông là 11, ví dụ như này, 12, 13, 14, 15 chẳng hạn. Đấy. Khi thầy DMS thầy thu được các cái vùng liên thông này và số lượng các vùng liên thông này đều bằng 5. Đấy. Trong tí nữa thầy sẽ trong quá trình DMS thầy thu được các vùng liên thông ít hơn vùng 3, 4. Vùng 3, 4 rồi vùng 9, 11, 12. Rồi vùng 7, vùng 8. Đấy. Sau khi thầy thu được các cái vùng liên thông này thì cái cấu trúc dữ liệu của IoTQ hàng đầu ưu tiên thầy đẩy nó vào một phát. Thì khi đó những cái thằng tốt nhất bình thường nó sẽ như này. Tức là cái thứ tự ưu tiên của mình khi mình chèn vào thì mình theo thứ tự 7 trước. Đấy, sau đấy 8, 9, sau đấy là 10. Đây, thằng 9 này lên trước. Đấy. Vậy thì khi ta DFS bình thường thì các vùng liên thông lần lượt nó sẽ duyệt ra như thế này. Nếu sử dụng hàng đợi ưu tiên thì ta nhận thấy khi ta chọn cái tiêu chí biến red hàng đợi ưu tiên thì ta nên lưu nó gồm có hai thành phần. Thành phần đầu tiên là red, thành phần thứ hai là tập hợp tất cả các đỉnh. Đấy. Và cái thứ tự ưu tiên của mình là ta sẽ ưu tiên theo thằng đỉnh red này. Khi đó cái thằng red càng lớn thì như vậy thì cặp này red của ta đây là nó đang là 5. Thì sẽ tranh thủ ở đây thì giới thiệu luôn nhé, để trong cái phần tự đọc của các bạn ở nhà thì thằng này 2, thằng này là 5, thằng này là 1. 1 tức là chỉ có một đỉnh, thằng này chỉ có một đỉnh. Khi thầy sử dụng một cái priority queue là một cái hàng đợi ưu tiên để lưu các thành phần này, các bạn sử dụng một cái struct để lưu nó thì ta nhận thấy như sau. Vậy thì nếu mà lưu nó vào thành phần ưu tiên thì ta nhận thấy cái thằng này nó sẽ nổi lên trên. Rồi thằng này nó cũng sẽ nổi lên trên. Đấy, sau đó thằng là 3 này nó nổi lên trên. Rồi sau đó đến thằng 2, thằng 1. Đấy. Vậy thì khi mà thầy đẩy nó vào priority queue thì các cấu hình tốt nhất nó sẽ nổi lên trên. Vậy thì bây giờ chừng nào của thằng Z của mình mà đang bằng cái tham số đầu tiên này thì ta đưa thằng này ra, sau đó đưa thằng này, đưa thằng này. Nếu khi gặp một thằng khác thì ta dừng lại. Vậy thì các bạn hình dung được nếu ta sử dụng hàng đợi ưu tiên là cái thằng này nhé. Sử dụng hàng đợi ưu tiên để lưu trữ các nghiệm tốt nhất vào. Đấy, nên trong chương trình mình không sử dụng hàm map. Mình ghi là nếu red nhỏ thua k, k là số lượng phần tử của bảng C ấy, thì thực hiện hai việc. Việc thứ nhất, đẩy k vào trong cái tham số này, đẩy cấu hình mảng C vào trong tham số này. Đấy. Khi ta đẩy vào thì độ phức tạp của nó chỉ mất ô lốc thôi, tức là mất độ cao của cây. Đấy, thằng độ cao của priority view, độ phức tạp của nó chỉ lốc thôi. Nên ta thấy rằng khi ta lấy ra thì những thằng tốt nhất nó nổi lên trên. Và đây cũng là một cái kỹ thuật rất hay khi sử dụng với các bài toán. Ví dụ bài toán này thầy cải tiến rằng hãy liệt kê tất cả các vùng liên thông có mà thỏa mãn một cái điều kiện nào đó, mà điều kiện đó liên quan tới số lượng các vùng liên thông, liên quan tới các vùng liên thông đó có chứa các đỉnh này. Ví dụ hãy liệt kê tất cả các vùng liên thông không quá 3 đỉnh, à không, có nhiều hơn 3 đỉnh và chứa các đỉnh là chứa đỉnh số 11 chẳng hạn, chứa đỉnh S là số 11. Vậy thì thầy put nó vào như thế này. Vậy thì trong cái quá trình mà thầy put thì thầy kiểm tra xem cái tham số kia. Đấy. Và thầy thu được các cái thằng như thế này.
Vậy thì các bạn nhớ nhé, về bản chất của nó cũng giống như các cấu trúc dữ liệu khác. Cấu trúc dữ liệu dùng để lưu nghiệm và priority queue để sử dụng lưu các nghiệm theo thứ tự ưu tiên, nên nó có gọi tên là hàng đợi ưu tiên. Đấy, vừa rồi thì thầy mô tả qua cái hàng đợi ưu tiên ở đây để thể hiện rằng với các bài tập đồ thị, nếu các bạn biết cách sử dụng cấu trúc dữ liệu vào thì đây là một điều tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho ta giải quyết được các bài tập đồ thị tổng quát. Với các bạn đi thi học sinh giỏi ở cấp tỉnh, nếu các bạn nắm chắc cấu trúc dữ liệu thì các bạn gần như là full được tất cả các bài. Bởi vì sử dụng cấu trúc dữ liệu thì độ phức tạp của toán nó sẽ nhanh như nào. Rồi với cái bài toán của Thuận ở đây thì sau khi ta lưu được mảng C có K phần tử thì ta sẽ thực hiện công việc kế tiếp là ta sẽ cập nhật thằng K max ở chỗ này. Đấy, cập nhật thằng K max ở đây. Ở đây thì ta sẽ thực hiện là đếm số lượng vùng liên thông, nhưng mà nếu mà người ta hỏi là vì K là số lượng phần tử mà, vậy thì ta có nếu mà thằng Z mà nhỏ hơn thằng K thì thực hiện các việc sau đây. Việc thứ nhất là cập nhật thằng Z. Đấy, các bạn nhớ nhé, chỗ này ta không sử dụng hàm max nhé, ngay cả sử dụng priority queue hay dùng cái gì cũng nữa thì ta gắn Z bằng K. Sau đó ta sẽ lưu cái thằng này, lưu tất cả các thằng CI bằng thằng DI. D ở vị trí Y. Đây chính là cái quá trình mà các bạn put cái phần đấy. Z là lưu vào cái tham số đầu tiên của thằng priority queue của mình. Còn cái D này là cái đoạn chuỗi còn lại các bạn đẩy. Vậy thì cái đoạn này chính là cái đoạn các em đẩy nó vào priority queue. Đấy. Đẩy vào hàng đợi ưu tiên. Đấy. Vậy thì sau khi thực hiện công việc này xong, cái ta thu được phải đóng vào cái ta đang code trên Word quá liều. Đấy. Sau khi thực hiện xong công việc này, ta thu được Z là số lượng các phần tử. Vậy thì ta sẽ thực hiện đưa Z ra và đưa cấu hình cuối cùng tìm được ra. Thì các bạn có bạn nào code trên Word như thầy chưa nhỉ? Thì ta xem thằng này ra nhé. Còn nếu muốn lưu nhiều cấu hình thì đẩy nó vào vào priority queue để đưa ra. Vậy với cái gợi ý như thế thì nhiệm vụ của các bạn là sẽ thực hiện tìm hiểu như vậy. Sau buổi hôm nay các bạn hãy tìm hiểu cho thầy trước cái data set đi. Ở bài sau ta sẽ làm bài với mỗi bài tập từ bài 76 trở đi, ta sẽ làm theo ba cách. Cách thứ nhất chạy bằng cơm theo cách của Thuận, giống như cách của thầy hay làm. Cách thứ hai chạy theo hướng của Vũ Huy, là một cái cách sử dụng danh sách kê. Cách thứ ba ta sử dụng cấu trúc dữ liệu như thầy đề xuất nhé. Và ở buổi sau thì các bạn nhớ cài đặt và nộp các bài này. Rồi hôm nay thầy trò mình cũng sẽ nghỉ ở đây. Các bài tập kế tiếp, bài 76, bài 7, bài 8 các bạn làm tương tự. Bài ở 76 tìm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T. Như vậy thì ta chỉ việc gọi mỗi DFS đỉnh S thì nó sẽ liệt kê tất cả các đỉnh trong vùng liên thông của nó, đúng không? Trong quá trình DFS nếu gặp đỉnh T thì ta dừng lại và ta đưa mảng C ra. Đấy. Bài xây cầu này cũng là một bài ý tưởng rất hay. Nếu các bạn có thể sử dụng cả ba cách. Cách một là sử dụng DFS ma trận kề. Cách thứ hai danh sách kề theo của Vũ Huy. Cách thứ ba sử dụng cấu trúc dữ liệu như thầy đề xuất sử dụng data set. Rồi hôm nay thầy trò ta sẽ nghỉ ở đây nhé. Nội dung nói thì cũng khá nhiều và nhiệm vụ của các bạn tìm hiểu trước về cấu trúc dữ liệu data set, và ở buổi tới thầy trò mình sẽ làm các bài tập có sử dụng data set, và với mỗi bài các em phải cài đặt được ba cách như trên nhé. Và khi ở dạy ở phần này cô Nhung cô cũng lưu ý với khi dạy với các em học sinh thì với các bài thì dạy ta sẽ dạy theo vòng tròn xoáy ốc, mà tức là với lần đầu tiên ta sẽ dạy theo thứ tự từ bài 73 cho đến hết bài số bao nhiêu nhỉ, từ bài 73 cho đến hết bài số 92 là làm theo cách một là ma trận kề. Sau đó dạy ở lượt thứ hai, tức là theo chu trình ta dạy lần thứ hai, ta cũng yêu cầu học sinh làm bài này nhưng với là làm từ bài 73 cho đến đấy làm theo danh sách kề giống như của Huy đã làm, bởi vì khi đó các em biết dùng vector rồi. Lúc đầu các em học đồ thị vì các em vừa học xong mảng hai chiều, bây giờ sang học mảng hai chiều. Sau đấy đến bước thứ ba các em sử dụng mảng sử dụng vector được rồi thì khi đó các em đã biết cách
sử dụng cấu trúc dữ liệu thì ta giới thiệu cấu trúc dữ liệu để các bạn làm. Vậy thì cùng một bài tập ta làm ở ba mức độ khác nhau, và các em học sinh cũng thế nhé, các em với mỗi bài các em phải làm ba mức độ khác nhau để các em có những cái trải nghiệm. Và vừa rồi ở mức độ thứ tư thầy giới thiệu thằng Priority thì sẽ là những bài tập nâng cao của những bài tập này. Rồi hôm nay thầy trò mình nghỉ ở đây, thầy cảm ơn các bạn là đã theo dõi học, biết chủ đề này sẽ hơi khó và khá trừu tượng, nhưng thầy tin chắc là các em ở trong lớp mình, Trường Sơn, ở Minh Chu, Vũ Huy, Chiến, Phát, Luật và Bản Thuận và cô Nhung sẽ thành thạo với những cái nội dung đã được đề xuất. Trong lúc server mà không chạy thì các bạn nhớ nhắn thầy để thầy bật lại server nhé. Rồi thầy chào cả nhà, chào các bạn, chúc các bạn làm bài này tốt, bài đồ thị tốt. Thầy chào các em. Vâng, chào cô Nhung, chào các bạn. Đấy, thầy gửi luôn các em tất cả các cái file này. Thầy chào Minh Chu, chào Vũ Huy.